Thôi sao à, em lên được không? Em lại gần đó đi. Trước khi bắt đầu video này, các bạn hãy nhớ để lại một like cho mình nhé. Và một subscribe nữa. Và tất nhiên là cái chuông rồi, để thông báo những cái video mới nhất cho mình nhé. Ok, thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Ê, tự nhiên hôm nay ở trong đây có nhà của ai quen quen cái ta. Ủa sao giống căn nhà của nước vậy ta? Như nước kìa. Oh wow. Nước kìa. Nước ơi, nước. Ủa ai vậy? Ủa, chị này là ai vậy? Nhìn mấy quen. Lucy nè. Chị là Lucy. Lucy giao da ma. À lộn da. TV đúng không? Lộn. Đúng rồi. Ủa em mới chuyển tới đây hả? Nào em chuyển tới đây lâu rồi. Chị chắc là do chị không để ý á. Như em chuyển tới đây thì em cũng biết tới chị mà đúng không? Em có bao giờ nghe tới nhà bác học nổi tiếng nhất ở đây không? Hi. Em chỉ biết Simmy thôi à. Chị biết chị lắm. Đây em đi ra đây. Em thấy những cái công trình ở đây rồi những cái thứ mà phát điện, cái thứ là chị làm không á? Ủa chị làm á hả? Wow. Giỏi rồi hả? Ủa vậy chị có cái đồ gì cho em sử dụng không? Có. Thì bây giờ đầu tiên là chị sẽ giới thiệu cho em. Trước tiên á là chị muốn tặng cho em món quà. Đây bánh quy cho em nè. Yeah, bánh quy nè. Thôi lấy rồi em ăn sau. Cất. Rồi tiếp đầu tiên chị sẽ giới thiệu cho em một món đồ. Đó là tấm trọng lực. Thì em thấy không? Ủa nó sao vậy? Nó hoạt động sao? Bây giờ chị thử trước nha. Bây giờ chị sẽ xoay nó như thế này. Rồi, em đứng lên đi, Ôi trời. Đứng lên hả? Thôi sao à? Đứng lên được không? Em lại gần nó đi. Em đi thẳng lên. Ủa sao hay vậy? Các bạn. Chị sẽ gắn thử thai cái này, em quẹo qua đi. Ủa được hả? Đi quẹo qua bên đây nè. Đâu? Ủa sao? À này. Đó. Ủa được nè. Ôi. Trời ơi, nước leo tường luôn. Ghê vậy. Ôi. Ô trời đau quá. Ủa sao hay vậy? Hay không? Thì chị nói mà, chị là nhà bác học nổi tiếng nhất ở đây. Trời ghê quá trời. Em đứng được tên là nhà giống Spider-Man quá trời luôn. Trời. Tiếp theo là chị sẽ làm cho em thêm vài cái gọi là thử thách em. Ủa thử thách hả? Bây giờ chị sẽ đặt một quả lóc đất nha lên như này. Xong rồi chị sẽ cách nó ra cho em thử nhảy coi em làm nha. Em có cần nghe em... nói là dạo này em chơi với nấm nên em chơi. Nãy chị nói gì? Chị nói là dạo này em học từ nấm nên nghe nói là em chơi Minecraft rất là giỏi đúng không? Đúng rồi, không Bill giỏi chứ đâu, Minecraft đâu giỏi đâu. Vậy hả, đây chị sẽ thử thách em nha. Ủa chị làm gì vậy? Thì chị đang thử thách em nè. Rồi sao chị bay kia luôn. Trời ơi, làm sao chơi được đây? Nói chung là bây giờ thì chị thử thách em mà, thử thách khó vậy mới đây chứ. Em có cần nghe mất không chị? Có chứ. Rồi chị đặt xong đi, chị đặt xong đi em nhảy nha. Đặt xong rồi tới em ha. Chị sẽ thử thách em coi dạo này em chơi với nấm có hay hơn như thế nào không. Đây. Ở đâu nhỉ? Ok, sau đó là chị sẽ cho em nhảy qua đây. Rồi, bây giờ em thử đi. Nước. Trời, khó lắm luôn á. Trời không có khó đâu, dễ lắm. Ủa dạ. Thấy chưa? Trời ơi, đứng đây vẫn lên được mà chị. Vậy hả? Cái này lỗi rồi. Đấy, lỗi rồi. Trời bây giờ em lên đi. Trời hay vậy. Em đâu biết đâu. Nước lượng này có vẻ giỏi nhờ. Huy. Wow, mình không tin là nước làm được luôn á các bạn. Em không biết làm sao luôn á. Ngồi sao không trẻ luôn. Trời ơi, lại trời.
Rồi 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 xong. Té 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 mất dép luôn rồi. Rồi rồi xong. Đứng nghe mời, đứng nghe mời, đứng nghe mời. Ui da. Rồi rồi rồi, em nhảy lại nè. Rồi nhảy lại đi. Lại nè. Ui. 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 Lên. Trời ơi nước nhỏ hả? Cái gì vậy? Chạy đi chạy. Cố gắng nhảy qua bên kia nha. Ồ. Trời ơi. Em đã đưa nè. Wow. Trời ơi. Ồ. Bây giờ em leo xuống thử coi được không. Ây kìa. Ây kìa. Ây kìa. Rồi xong. Té xíu. Té sắp mặt luôn. Trời ơi. Chắc là chị sẽ cho nó khó thêm nữa. Có em nữa hả? Trời chết. Chết em luôn rồi. Chết em luôn rồi. Trời. Cái gì vậy? Nãy em đã vượt qua thử thách rồi. Cái gì vậy? Để chị chịu làm xong, chị làm xong em mới bất ngờ. Cái gì vậy? Trời. Vậy sao em nhảy? Nhảy. Đâu gì đâu. Trời ơi. Rồi chết em luôn rồi. Chết em rồi. Chết em rồi. Trời ơi, em đừng có nói vậy. Chị nghe nói là em chơi với nấm giờ này em chơi giỏi lắm mà. Có đâu. Bill cũng giỏi nữa. Có đâu. Em chỉ Bill giỏi thôi chứ chơi Minecraft không có giỏi. Chị sẽ làm từ gốc ra về luôn cho em chết. Như kệ nhỉ. Thử thách nè, đây là thử thách nước. Thử thách cho nước. Mấy. Qua đây nè, qua đây. Xong cho ôi da, lạc qua. Ý. Chị nghĩ là ok như vậy là được rồi đó. Trời. Nhàn cho em thôi. Ôi dạ. Chị đặt cái tấm trọng lực vô đã. À đặt nha, đặt nha. Chị đặt ở bên đây. Xong sau đó là đây. Ôi trời. Chị bị dính luôn rồi. Chị mà đứng gần nó là chị cũng bay lên luôn. Ê. Cái này nó khá là khó. Lên đây. Xong sau đó là lên đây. Ồ. Rồi qua đây. Ê. Lên đây nữa. Lên đây. Lên đây, lên đây. Rồi. Núp lên đây đi, núp lên đi. Lên sao được? Ô. Gì vậy? Thôi chị bị kẹt vô trong nó luôn rồi. Rồi chị chuẩn bị tới đúp nè. Rồi giờ sao nhảy? Thôi không này sao nhảy? Ui, ui. Rồi, té sắp đường. Ui da, trời. Giờ sao chơi? Ui. Ui, ui. Trời ơi, lại. Ui, ui, em nhảy đây được không? Ui. Ui, sao được cho ta? Rồi. Té sắp mặt rồi. Ui dạ. Trời ơi, nếu mà Đức không vượt qua thử thách này là chị sẽ lấy lại bánh đó. Thôi ơi, từ em cố nè. Không được, kỳ ta. Ui dạ. Đây là, ui, trời mém lên rồi. Ê. Ô, đưa nè. Nhỏ quá à. Trời quá trời luôn nè. Rồi để nhảy cái kia nha. Ủa cái này sao nhảy? Em đứng lên cái lóc này luôn. Cái gì vậy? Chị sao nhảy? Khó đối với nước. Thôi chị chỉnh lại đi, khó quá à. Trời chị chỉnh thêm một cái nữa cho em rồi đó, em thử coi. Dạ chỉnh nha. Ôi dạ. Bay té luôn. Thôi chị chỉnh dễ chút đi. Vậy được á, vậy em thích á. Ô dạ. Chúng ta cứ nhẹ tay với nước đi chứ không là. Ôi vậy sao lên, này sao lên, chị làm kìa. Chị cho em hả? Hả? Đúng rồi. Đi cày á. Ok rồi chị làm. Cày quá. Giờ thử leo lên coi. Leo là sao được? Đây em sẽ làm chứ nè. Đặt ở đây. Ủa không đặt được. Đặt ở đây hả? Chị không đặt được. Rồi. Để em. Ây dạ. Từ từ. Bắt đầu lại. Để em xíu. Ui. Trời. Nó tự lật luôn nè. 1, 2, 3. Wow. Lật. Ồ. Hay quá trời này. Lật. Ủa, cái gì vậy? Rồi, xong bay qua bên kia rồi. Rồi em bị lát rồi. Nước bay đâu rồi? Ôi dạ. Rồi nó xin lỗi các bạn nha, cái này nó chơi nó lát quá. Kỳ sao? Thôi chị cho nó dễ hơn đi. Để qua trò khác nữa. Rồi, giờ chị cho em leo tường tiếp. Leo tường nữa hả? Đúng rồi, leo lên trên xong đi xuống. Leo lên trên đỉnh luôn hả? Cái này dễ lắm. Không, cái này chị cho em đi nguyên một đường vòng luôn. Trời ơi. Rồi, đó, leo sóng này đi là coi như em vượt qua thử thách. Thôi em sợ độ cao. Không, không được, phải leo đi dễ lắm luôn. Em sợ độ cao. Rồi, ui, rồi, nói chưa. Nhưng mà nó không làm được, chắc là nó quy quá à. Thôi.
Ôi, nấm trang trang kìa. Ờ, nấm đỏ cái gì đâu. Mày nó phải đi một vòng. Sợ quá à. Rồi. Không té đâu. Ai xuống rồi nè. Trời, nấp nằm luôn. Nấp nằm luôn. Ôi, rồi xong. Té luôn. Thì còn chỉ còn chờ khác không? Rồi còn. Đây cho em coi. Đầu tiên là cái này kì vậy? Cái này là cái gọi là cái hộp trọng lực luôn, cũng là trọng lực. Hay vậy? Đó, chị làm. Để cho em thử chút nè, chị cho em thử chút nè. Chị làm gì vậy? Phải chị phải đứng sao ra. Em đứng dừng lại đi, em đứng dừng lại đi. Dừng lại. Đi vậy? Đi vậy? Ôi giời ơi. Rồi xong. Ôi, sao nó hút em vô vậy? Thì đó. Rồi sao? Sẽ đưa em đi vòng vòng. Rồi, đó là cái tác dụng của nó. Bây giờ chị sẽ thử thách em tiếp nè. Em muốn đi ra, chị đây cố gắng hút giùm lại đây. Rồi. Hên quá. Rồi giờ sao? Bây giờ chị sẽ đặt. Chị sẽ lấy những cái lốc đất này thì chị từ nha, chị đặt lên đây cho em. Cho em bay lên luôn. Đặt lên đó. Ok, cuối cùng mình cũng quay xong rồi. Mình cũng đã xây xong rồi. Đến lúc mình cho nước thử rồi. Tự nhiên lâu lâu có người thử công trình của mình như nước ơi, nước. Chị gọi em à. Ôi, cái gì vậy? Nãy giờ chị đã xây xong rồi nè. Nào. Cái cục gì vậy? Nhìn kỹ nha. Này. Ủa giờ sao? Cái cục thì bây giờ nha, em sẽ chỉnh nghe bước 1 bay lên đi. Nghe mập nè. Rồi sao nữa? Em bay lên gần cái khối đi. Trời. Rồi xong nó hút luôn rồi. Ôi cái gì vậy? Rồi trời, em hút luôn nè. Rồi, em thử đi cho nó đi. Giờ em mất không đúng không? Em mất không đi cho nó. Trời. Ui da, trời hay hả? Ui da. Hay không? Ô. Công trình của chị mà. Trời hay quá trời luôn. Ô. Trời ơi. Mình còn bị hút luôn á em. Từ từ em nhảy được không? Để em nhảy nha. Để em nhảy nha. Video này cũng khá là gọi sao là giật chút á, nên là mình cũng xin lỗi nha, với lại giọng mình cũng hơi nhỏ tại vì mình thức đêm một tí á, làm bé hơi một tí để quay cho các bạn á, nên là mong các bạn thông cảm cho mình nha. Còn bây giờ mà tạm biệt các bạn nha, bye bye.